nay chúng ta sẽ tập trung về phần clauses và chúng ta nói đến noun clauses mệnh đề danh từ và mệnh đề danh từ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là uh, thế nào là mệnh đề danh từ và chức năng của nó ra làm sao the function of noun clauses what are the noun clauses chúng ta thấy ạ uh, now clauses cũng giống như bài hỏi hôm trước mình nói là mệnh đề quan hệ nó chính là subordinate hoặc là dependent clause là mệnh đề phụ thuộc dependent tính từ phụ thuộc phụ thuộc vì sao nó cần phải phụ thuộc vào mệnh đề chính để có thể mang chọn nghĩa của câu còn nếu đứng một mình thì nó không đầy đủ và chúng ta đấy là nó nó có chức năng hoặc là nó perform the functions giống như là một nouns nó có chức năng như là một danh từ một cụm danh từ và hồi hết là now clauses begin with that question words or whether or if mệnh đề danh từ đây thường bắt đầu là từ that này hoặc là một question words một từ để hỏi hoặc ngoài ra mình có thể là một whether có từ whether hoặc từ if và mình có thể thấy nó quen quen trong cái bài về câu trực tiếp sang câu gián tiếp đúng không ạ? Có từ whether và if ở đây. Vậy chúng ta nhớ là mệnh đề danh từ là dependent clauses, mệnh đề phụ thuộc. Và thông thường chúng ta nói đến ở đây chúng ta sẽ nói đến một số từ, ví dụ whether. Thì các em thường nhìn ví dụ thứ thứ nhất của cô này. I'm not sure whether she is interested in this or not. Ví dụ có như là chồng cô chẳng hạn rất là thích tập gym và ở nhà thì anh ấy có mua một số cái máy tập và tập ở nhà và có khuyến khích vợ là hãy tập gym để giảm béo chẳng hạn hoặc để giữ gìn sức khỏe thì có thể là khi mà mua trước khi mua đi mua hàng thì anh ấy không chắc chắn là liệu rằng cô có thích cái máy này hay không cô có quan tâm đến việc tập thể dục hay không thì anh ấy có thể nói rằng I'm not sure whether she is interested in this or not vậy từ whether đây chúng ta hiểu là gì ạ là liệu rằng là vậy whether she is interested in this or not đây là mệnh đề danh từ chúng ta thấy có từ whether right chúng ta có câu này can you explain how this machine works vậy khi đi mua hàng thì chồng cô chưa hiểu về cái cách sử dụng của máy tập là gì thì có thể hỏi người mua hàng đúng không ạ à, em ơi em có thể chỉ cho anh xem là cái máy này hoạt động ra làm sao tập như thế nào không thì trong này chúng ta thấy có từ để hỏi là từ how và đây là chúng ta nói đến question word khi nói đến mệnh đề đế danh từ có từ question word how làm thế nào để cái máy này hoạt động được và cô sẽ giải thích rõ hơn tại sao chúng ta đi theo sau là cái cấu trúc là this machine works chứ không phải là how does this machine work. Ví dụ thứ ba cô nói tới đây có từ that. Uh, it's clear that she may be interested. Vậy có thể nói là gì ạ? À? Khi mà tâm sự thì em rất là muốn giảm cân, rất là muốn luyện tập để có cơ thể khỏe mạnh cân đối thì có thể nói là gì ạ? À? It's clear that she may be interested. Rõ ràng là cô ấy quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe và Muốn có một cái bánh tập ở nhà chẳng hạn Vậy chúng ta thấy có từ that ở đây ạ It is clear that Vậy that đây sẽ dịch như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu nhé Thứ nhất là cô muốn nhấn mạnh à, Cấu trúc ở đây là với từ that That đây không mang nghĩa Cái kia như mình vẫn nói là đại từ đúng không ạ Cái này là this, cái kia là that Nhưng với mệnh đề danh từ thì nó không mang nghĩa là cái kia nữa Chúng ta chú ý một chút là Nó nhằm mục đích là Introduce certain clauses Nó chỉ nhằm giới thiệu hoặc là muốn nói là đằng sau đó là một mệnh đề danh từ và nó không thực sự có nghĩa nào hết vậy has no clear meaning nhưng thông thường mình có thể dịch hiểu là gì? rằng đúng không ạ tôi cho rằng là rằng là vậy trường hợp này chúng ta thấy có từ that có có ví dụ à, thêm để chúng ta hiểu thêm về mệnh đề với từ that that everyone likes the descendants of the sun is not so surprising cái việc mà đúng không ạ có thể hiểu là việc mà mọi người thích cái bộ phim hậu duệ mặt trời thì không có gì ngạc nhiên cả bởi vì đó là một bộ phim rất là hot vậy that's đây để giới thiệu mệnh đề quan mình mệnh đề danh từ đúng không ạ và nó không có nghĩa cụ thể và mình có thể hiểu là cái điều mà cái việc mà ví dụ thứ hai uh, what is this các bạn có hiểu là cô thấy là đây là hình ảnh một con gì ạ một con ruồi và cô có tình huống như sau I think I want to pay for this dish công trong câu này mệnh đề mà có chứa từ that mệnh đề danh từ mà có chứa từ that trong trường hợp này cô có thể ẩn đi tôi nghĩ rằng đúng không ạ cái từ that ở trong trường hợp này là rằng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thanh toán tiền cho cái cái món ăn này đâu bởi vì món ăn của tôi đã bị con rùi nó vào mất rồi vậy khi đi ăn nhà hàng mà chúng ta phát hiện ra một cái gì đó rất là không bình thường trong cái món ăn bữa ăn của mình hoặc là cái cái cái, cái đi ăn thức ăn mà mình gọi đúng không ạ thì chúng ta thấy là that ở đây để giới thiệu cho mệnh đề danh từ À, so, vậy chúng ta thấy là trong câu này That ở đây nhằm để giới thiệu Chủ ngữ của mệnh đề danh từ Và chúng ta không được ẩn Cái từ that trong trường hợp này nhé Trong ví dụ 1 thì chúng ta không ẩn được that Bởi vì nó đang introduce Nó đang giới thiệu mệnh đề danh từ Ở đây chúng ta có Everyone likes the descendants of the sun Còn ví dụ số 2 này chúng ta có thể ẩn từ that đi Bởi vì sao Chúng ta thấy là nó giới thiệu Một the object tân ngữ của danh từ Tôi nghĩ rằng tôi không thanh toán cho món này. Vậy tân ngữ của động từ nào là I think. Tôi nghĩ rằng là vậy cả cái mệnh đề sau này là mệnh đề danh từ và vai trò là tân ngữ trong câu. Thì lúc đấy mình có thể ẩn đi. Hoặc ngày ra nó là complements of a noun clause là một bổ ngữ cho danh từ. Chúng ta cũng có thể ẩn that đi. Bây giờ chúng ta thử xem một số cái trường hợp khác này. Chúng ta thử xem cái chức năng của mệnh đề danh từ là gì. Mệnh đề danh từ đây có thể là chủ ngữ này, tân ngữ này, À, bổ ngữ cho danh từ hoặc xin lỗi, bổ ngữ cho chủ ngữ hoặc là bổ ngữ cho tính từ chúng ta sẽ nhìn rõ hơn xem là chức năng của chúng là gì để chúng ta có thể hiểu rõ hơn một chút thứ nhất chúng ta có tình huống này à, một trái tim Vậy khi nói đến the heart chúng ta có thể liên tưởng đến love đúng không ạ I love you cô nói câu sau What I want to say is I love you Điều cô muốn nói ở đây là cô yêu tất cả các em tôi yêu tất cả các bạn Vậy cái điều mà tôi muốn nói ở đây là gì? vậy trong trường hợp này what I want to say đóng vai trò là chủ ngữ trong câu đúng không ạ as the subject ví dụ số 2, cô có tình huống này uh, I don't understand why some of you don't like books cô không hiểu là vì sao một số bạn không thích đọc sách có thể rằng lý do là gì ạ là đọc sách rất là boring hoặc đặc biệt là đọc đúng không? kỹ năng đọc khi đi học chúng ta có kỹ năng đọc nhìn đến một tờ giấy rất là nhiều chữ và khi đọc thường là mỏi mắt rất là mệt Thế cô cũng không hiểu tại sao có rất nhiều sách hữu ích mà chúng ta lại không thích đọc. Thì cô nói, I don't understand why some of you don't like books. Tôi không hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu tại sao một số bạn không thích sách vậy? Cả cụm từ này chúng ta thấy nó sẽ đóng vai trò là gì ạ? Là object, tân ngữ của động từ understand. còn câu trên là là chủ ngữ trong câu này. Chức năng tiếp theo chúng ta thử xem nó là subject complement trong ví dụ như sau. The question is whether she'll agree. Cái câu hỏi đây là vậy is là động từ to be đúng không ạ? Là gì? Vậy chúng ta thấy là là liệu rằng là cô ấy có đồng ý hay không. Vậy trong trường hợp này nó sẽ đóng vai trò là gì? Subject complement bổ ngữ cho cái chủ ngữ là the question. À, cái câu hỏi. Câu hỏi làm sao? Hoặc câu hỏi là gì? Vậy chúng ta thấy là that is a subject complement bổ ngữ cho chủ ngữ. Và cuối cùng chúng ta chức năng thứ tư này It's annoying. tức là khó chịu khi mà she's, angry, uh, she's always sleeping in my class. Giờ trong này chúng ta thấy có xuất hiện trạng từ tần suất là từ always. Trong bài số 2 cô có nói về thì hiện tại tiếp diễn nói đến chức năng của nó chúng ta thấy là diễn đạt một hành động một thói quen xấu của ai và thông thường đi với từ always hoặc là frequently. vậy uh, thật là khó chịu rằng vậy chúng ta có tính từ là annoying uh, khó chịu làm sao vậy that ở đây chúng ta hiểu là là thật là khó chịu là là cái gì? Vậy chức năng của nó đây là adjective complement là bổ ngữ cho tính từ. Vậy chúng ta có bốn chức năng của mệnh đề danh từ. Thứ nhất là chủ ngữ này, tân ngữ này, bổ ngữ cho chủ ngữ và bổ ngữ cho tính từ. Bây giờ sẽ mình sẽ tìm hiểu xem là trong cái phần um, embedded questions vậy chúng ta thấy là câu hỏi phức nó như thế nào. Vậy trong một số ví dụ vừa lần trước chúng ta thấy là có cái từ how này hoặc là why you like đúng không? đó là question đấy ạ. Và chúng ta thấy đấy là embedded questions là câu hỏi phức. Cô sẽ giải thích thêm về cái phần này. Vậy a question, một câu hỏi bình thường sẽ được chuyển thành một noun clause, một danh từ. Khi khi nào Khi mà biến một câu hỏi trở thành noun clause. Ví dụ cô có như thế này nhé Statement word order, tức là trật tự của câu trần thuật. Vừa nãy chúng ta có ví dụ là gì? I don't understand why most of you don't like English. Mà cô không nói là why don't most of you like English. Mà chúng ta thấy sau trật tự động từ understand chúng ta không để dạng câu hỏi trực tiếp. Vậy chúng ta thấy nhé, câu này cô có ví dụ này. What do you want to buy? À, ví dụ hai vợ chồng đi mua sắm thì hỏi là các em muốn mua cái gì hôm nay? Vậy cô nói đây là câu hỏi trực tiếp này. What do you want to buy? Hai người cùng trao đổi cùng hỏi xem hôm nay mình đi uh, siêu thị mua cái gì đây? What do you want to buy? Câu hỏi trực tiếp trật tự là từ để hỏi cộng trợ động từ cộng chủ ngữ rồi đến động từ chính nhưng với câu này nó là embedded questions là câu hỏi phức hoặc câu phức ở đây chúng ta có I'm not sure what I want to buy vậy à, em cũng không biết là này mua cái gì đây I'm not sure vậy what này I want to buy trật tự theo sau cái từ để hỏi chúng ta thấy là một statement trật tự câu trần thuật là chủ ngữ rồi mới đến động từ Vậy chúng ta đấy gọi đấy là Embedded Questions. Vậy đây là Statement Order. Vậy chúng ta chú ý một chút cái phần này. Ngoài ra chúng ta có một số lưu ý với Embedded Questions đây. Chúng ta chú ý nhé. Nó thường được diễn đạt một cái ý rất là lịch sự. Thay vì mình dùng câu hỏi trực tiếp thì chúng ta dùng Embedded question Và đi với từ If hoặc là Whether. À, ví dụ cô có câu này nhé. À, một biển hiệu giao thông mà mình đang muốn đi. Xin mình muốn hỏi đường tới đâu đó. Chúng ta có câu này. Trực tiếp chúng ta nói... Is there a post office near here? À, xin lỗi là ở đây có cái bưu điện nào gần nhất không hoặc là gần đây nhất có bưu điện nào hay không? Đây là câu hỏi trực tiếp và muốn lịch sự hơn câu này chúng ta sẽ dùng dạng embedded questions, câu hỏi như sau. Cô sẽ nói như này ạ, Could you tell me? À, chị có thể cho tôi biết là xem là đúng không ạ, ở gần đây có bưu điện nào không? Vậy chúng ta dùng không dùng câu hỏi trực tiếp mà thay vào đó chúng ta dùng if hoặc whether. Chúng ta còn thấy là giống trong câu trực tiếp, câu gián tiếp Nhưng đây là câu dạng ở hiện tại, đúng không, ạ? không phải câu tường thuật Chúng ta không lùi thì nhé Can you tell me if there is Vẫn dùng động từ is bình thường Vậy chúng ta thấy đây là một dạng câu hỏi nghi vấn ạ That is just no questions Còn câu ví dụ vừa trước là embedded question Ở trong dạng câu hỏi có từ để hỏi Vậy trong với dạng câu hỏi nghi vấn Chúng ta dùng if hoặc whether Để kết nối hai mệnh đề đúng không ạ? và trật tự theo sau của nó chúng ta cũng rằng dùng là trật tự của câu trần thuật là statement order vậy chúng ta có cái dạng embedded questions là câu hỏi phức à, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa về cái phần này nhé chúng ta thấy ạ uh, an embedded question can occur within a statement vậy embedded questions có thể xuất hiện trong một câu trần thuật hoặc một câu hỏi khác nữa và chúng ta chú ý một chút là có sự khác biệt về dấu câu ạ The difference in the punctuation. Trong cái tình huống này, như là các em có thấy rõ không, mà cô? Thì rất nhớ câu chuyện liên quan tới một à, người rất là đẹp, đẹp như thế nào chúng ta thử xem nhé. Chúng ta thấy à, thường là hay kể, đúng không ạ, cô thì hay kể chuyện cho con gái mình nghe như là à, ngày xưa ngày xưa tại phương quốc nọ có nhà vua bảo ngàng hậu, đúng không ạ, sinh được một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ bùn và nàng có tên là bạch tuyết. Và trong câu chuyện này chúng thấy là có một à, mụ hoàng hậu Tức là, là mụ gì ghẻ đúng không ạ? Khi mà mẹ của Bạch Tuyết bị bệnh nặng qua đời Thì vua lấy vợ khác và bà này rất là độc ác Bà ấy luôn luôn ghen đẹp, à, ghen tị với sắc đẹp của Bạch Tuyết và thông thường Ngày nào cũng thấy bà ấy nhìn gương thần bà hỏi Bà hỏi cái gì? Can you tell me who the most beautiful woman in the world is? Đấy, câu này chúng ta thấy là gì? Can you tell me? Đây là dạng câu hỏi đúng không ạ? Đây dấu hỏi chấm này là của của câu nào ạ? Là can you tell me? Bạn, đây không phải bạn nữa ạ. À, bà nhìn gương thần bà hỏi như nào các bạn nhỉ? À, gương kia ngự ở trên tường, nước tai đẹp được dường như ta. Và bà hỏi, vậy who the most beautiful woman in the world is? Vậy đây là một câu hỏi phức trong trật tự câu hỏi bình thường. Còn ngoài ra mình sẽ có một câu khác trong dạng statement như sau. I'm not sure how this fly got into my soup sụp hoặc là sụp đúng không ạ, không, không biết là làm sao mà con con ruồi này lại bay được vào cái bát súp của tôi, bát canh của tôi. Vậy embedded question, câu hỏi phức có thể xuất hiện trong một câu trần thuật như thế này. Tức trần thuật là câu kể đúng không ạ, một câu khẳng định hoặc một câu phủ định và nó có thể xuất hiện trong một câu hỏi khác Đây dạng câu hỏi nghi vấn can you tell me và luôn nhớ dạng câu hỏi embedded question, trật tự theo sau từ để hỏi là câu trần thuật. Vậy how này, who này theo sau là chủ ngữ rồi mới đến động từ. Vậy chúng ta cần lưu một chút về embedded questions. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem một số ví dụ nó sẽ được thực hành như thế nào qua cái bài sau đây. Các em hãy chọn đáp án chính xác nhất để điền vào chỗ trống. Câu số 1. Many people love her. It's easy to understand. Câu thứ nhất chúng ta có which. Which cái nào đúng không ạ? Who, uh, that hoặc là không điền từ nào hết. Vậy vừa nãy cô nói mệnh đề danh từ Thông thường mình sẽ có từ gì ạ? Từ để hỏi này, từ if hoặc whether hoặc là từ that. Vậy trường hợp này sẽ đóng vai trò là gì ạ? Là chủ ngữ đúng không? Cái điều mà mọi người yêu quý cô ấy thì rất là dễ hiểu thôi bởi vì cô ấy tài năng, cô ấy xinh đẹp, cô ấy uh, giỏi giang vân vân. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đây là đáp án B. That. Vậy that không mang nghĩa cụ thể, nó giới thiệu xem mệnh đề danh từ là gì đúng không ạ? Và chúng ta có thể dịch tạm nó đây là cái điều mà cái việc mà mọi người yêu quý cô ấy thì rất là dễ hiểu. Vậy đây là mệnh đề danh từ sử dụng that các em nhé. Câu số 2, chúng ta xem ạ. Is this you asked him for? À, đây có phải là cái gì đấy mà bạn hỏi anh ấy không? Vậy chúng ta có giới từ for. That, which, what and where. Chúng ta thử dịch nghĩa này. Đây có phải là cái đúng không ạ mà bạn hỏi anh ấy hay không? vậy trong này trong câu này chúng ta sẽ dùng mệnh để danh từ và dùng từ để hỏi đúng không ạ và khi hỏi là bạn hỏi anh ấy thường chúng ta hỏi cái gì hay nói là what đúng không ạ what did you ask him for bạn hỏi anh ấy cái gì vậy trong này mình sẽ chọn đáp án là B nhưng mình sẽ không dịch là cái gì nữa mà cái mà đúng không ạ is this what you ask him for đây là từ để hỏi trong câu hỏi là what did you ask him for xin cái gì Nhá, chúng ta có động từ ask somebody for something và tìm được tân ngữ chúng ta dùng câu hỏi watch đây chúng ta không dùng cái cái, đại từ quan hệ vậy chúng ta dùng đáp án là be watch câu số 3 call the restaurant and ask for that information à, có thể là sếp nói với nhân viên hỏi bà là gì ạ? em hãy gọi cho nhà hàng đi và hãy xin thông tin về về cái điều cái đó có thể là xin thông tin về cái việc book cho 10 người thì bao nhiêu tiền vân vân vậy chúng ta nói bạn ấy trả lời như sau nhân viên trả lời I don't remember em không nhớ. Vậy remember là động từ. Vậy theo sau động từ chúng ta sẽ có tân ngữ. Và mệnh đề danh từ làm tân ngữ ở đây. Chúng ta xem trật tự. Có từ để hỏi đúng không ạ? Đây là who I should speak. Who should I speak with. With whom I should speak. Và whom should I speak with. Vậy trong cuộc này chúng ta là động từ speak lại đi với giới từ to hoặc là with. Và nếu như có giới từ và đây là làm tân ngữ thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B. With whom I should speak. Trò chuyện cùng ai, nói cái gì được với ai, tất cả cả hai bên cùng tương tác. Chúng ta dùng động từ speak with somebody. Vậy một chút liên quan đến mệnh đề quan hệ hôm trước mình học đúng không ạ? Trong hợp này chúng ta có mệnh đề danh từ nữa và nó có giới từ with whom. Vậy chúng ta chú ý nhé. I don't remember with whom I should speak with. Vậy mình sẽ không có trật tự một câu hỏi ở đây đâu. Mình sẽ không có là who should I speak with. Bởi vì đây là mệnh đề danh từ chúng ta chú ý một chút